Rồi các bạn ơi, vậy là các bạn nhỏ chúng ta đến khu mua sắm rồi. Đầu tiên thì các bạn nhỏ sẽ đi mua sắm quần áo nhá. Sẽ mua cho bạn Bonosi một bộ váy nhá. Đi thôi. Bạn Bonosi hỏi tí. Đầu tiên bạn Bonosi muốn mua cái gì nhỉ? Mua váy thiên thần à? Thiên thần để làm gì? Ok, đi. Bạn Sunny Sue mua gì không? Các bạn nhỏ chúng ta đã đi mua sắm như thật rồi. Rồi, cùng theo chân các bạn nhỏ của chúng ta đi mua sắm nhé. Xem đầu tiên bạn sẽ mua một chiếc váy nào. Khu này rất là nhiều quần áo luôn. Đây rồi. Đây là khu mua váy quần áo. Mẹ bạn Bonosi đã chọn cho bạn Bonosi một chiếc váy trắng rồi. Rồi, đã chọn luôn được. Ố, có mặc thử à? Đây có rất là nhiều váy đẹp luôn. Váy màu đỏ này đẹp thế này không thấy à? Cái tên màu trắng à? Ôi, các bạn ơi, các bạn thấy đây còn rất là nhiều các bạn. Đây cái váy này này. Ôi, cái váy này đẹp hơn. Váy này con diêm này. Đấy. Đẹp chưa? Wow, các bạn thấy chưa? Anh chọn một chiếc váy rất là đẹp luôn. Cái đấy là vừa mà, Hải Đinh bé thế. Hải Đinh có 8 tuổi chỉ mặc vừa cái đấy thôi. Có rất là nhiều váy đẹp các bạn ạ. Đấy. Rồi, cứ cho mặc thử đi. Chúng mình cùng ra xem ngắm váy cho bạn là Bonosi nhá. Đi thôi. Hải An ơi, ra ngắm cho Hải Đinh. Cầm một cái thôi, ba chị em một cái, ba chị em ba cái kia làm gì. Thôi đi vào phòng thử đồ bên kia. Bên kia, ở đó, thôi. Ba bạn nhỏ của chúng ta lấy ba cái. Nên là đi rất là chặt luôn đấy. Thôi con lấy số đi. Đấy, lấy số thử đi. Vào đi. Quay nữa này, Ninh thử đồ nhá. Vào đi. À, Ninh chọn lên một phòng nha. Thử xong là ra ngoài này mọi người ngắm cho nhá. À, Ninh vào nước phòng này luôn. Rồi, quay lại Ninh thử đồ nhá. Kia kia, Ninh thử. Rồi, bây giờ tiếp tục sẽ mua cho bạn Sunny một chiếc váy. Xem chiếc váy nào đẹp nhé. Cô bán hàng đang chọn cho bạn Bonosi, Sunny Sea rồi. Ôi dài thế. Váy này quá dài luôn. Không thể nào vừa được cái máy này. Quá dài. Để vai trong kia thử. Để ướm thử. Không, cái này dài mà. Đấy, cái này chạm xuống đất luôn. Thôi, bạn An đã chọn được một chiếc rồi. Thôi, An chéo bạn đi sửa đi. Rồi. Rồi, lấy thêm một chiếc nữa để thử luôn cả đẹp. Thôi đi thôi, An ơi, kéo vào. Đi. Thôi, đi vào thử đi nhanh. Cầm váy vào trong còn thử để cái ở ngoài. Đi vào, con vào phòng nào thử được, vào đi. Ôi, nó đứng ra đây. Hả? À. Rồi, các bạn ơi, vậy là bạn Bonosi của chúng ta đã thử xong rồi, quay vào vòng nào. Ồ, lúc đứng ra thì mic xoay nhìn được hết tất cả. Thôi, các bạn nhìn thấy bạn có xì cái đẹp không? Quay vào vòng, quay vào vòng. Wow, cái bộ hình ngắn các bạn ạ. Thử cái khác đi, cái này ngắn quá. Rất là đẹp nhưng mà ngắn quá. Ôi, các bạn ơi, vậy là bạn Sanxi đã thử xong bộ váy rồi. Quay một vòng xem nào. Rất là đẹp nhưng mà hơi dài. Dài lắm. Thử hỏi các bạn xem nào có đẹp không. Thế nào? Trông đẹp đấy. Để lấy số bé hơn nhé. Con lấy vào này không? Có thích bộ này không? Trông bộ cái đấy đẹp đấy. Hai chị em lấy màu đỏ nhỉ? Cái thôi nhỉ? Hai chị em màu đỏ. Lấy trùng màu à? Thích không? Các bạn ơi, chiếc váy này cũng tương đối là đẹp. Nhưng mà bây giờ sẽ cho bạn Sunny của chúng ta
thử chiếc váy màu xanh này xem chiếc nào đẹp hơn thì mình sẽ lấy nhá. Đây con thử chiếc này đi. Đi. Rồi đi vào thử đi nhanh. Rồi các bạn ơi, vậy là bạn Bossy của chúng ta cũng tiếp tục thử được một chiếc váy rồi. Quay một vòng xem nào, nhanh. Ồ, rất là đẹp đấy. Bộ này có vẻ là bạn Bossy của chúng ta vừa hơn. Có muốn thử thêm một bộ váy trắng nữa không? Rồi, bây giờ sẽ thử bộ váy trắng xem nào nhá. Rồi, tiếp theo bạn Sanxi của chúng ta lại thử được một váy màu xanh rồi. Quay một vòng đi xem nào. Ôi, bộ váy màu xanh này cũng rất là đẹp nhưng mà có vẻ cũ hơn bộ váy màu đỏ. Bạn Sanxi thích bộ nào hơn? Hả? Màu đỏ đúng không? Rồi, quay lại chúng ta sẽ quay lại bộ màu đỏ nhá. Đi đi. Rồi, tiếp theo bạn Sanxi của chúng ta đã chọn được một bộ màu trắng. Rồi, ta quay hết một vòng xem nào. Bạn Sanxi có thích bộ này không? Thích á? Bộ này thích hơn màu đỏ à? Bộ thấy bộ này đâu có đẹp bằng màu đỏ đâu. Hả? Bộ này không đẹp bằng màu đỏ. Sao hỏi mẹ xem bộ này đẹp hay bộ này không đẹp. Kia mẹ kìa. Kia. Đấy. Đi ở ngoài kia đang chọn váy. Rồi bây giờ xem. Xem thử cả hai chị em đều mặc bộ trắng xem có đẹp hơn không nhá. Rồi bạn An vào thử nốt cái váy màu trắng đi. Cái màu gì? Cái màu gì hả Ninh? Rồi bây giờ cho cả bạn Sanxi của chúng ta đi thử nốt chiếc váy trắng xem hai chị em mặc bộ đồng váy trắng xem có đẹp hơn không nhá. Đi nhanh. Kéo ngược à? Cái trắng đấy không đẹp đâu. Thôi đi vào đi. Rồi vậy là bạn Sanxi của chúng ta lại tiếp tục thay được một bộ váy màu trắng rồi. Wow, bạn Sanxi có vẻ rất là thích đấy. Đứng ra kia quay cho các bạn xem. Rồi, từ từ. Nào, quay một vòng nào. Yeah, quay mạnh nào. Nhưng mà mặc váy với cả quần không đẹp lắm, phải cởi quần ra. Cởi quần ra, mặc cởi quần ra nhé. Ở đứng đấy để đợi chị ra cùng. Ôi giời, ra đi, hai chị em đứng cùng nhau nào. Wow, hai chị em có một bộ váy đôi đẹp chưa. Đứng, con đứng lên trên này. Hai đứng ngang nhau. Hai chị em đứng ngang nhau xem nào. Rồi bây giờ cả hai cùng quay xem nào. Có thích không? Không. À, bộ trắng hay bộ đỏ? Thích bộ trắng hay bộ đỏ? Thái Linh đã mặc thử bộ đỏ chưa? Cái này có vẻ cao cổ hơn đúng không? Âu. Đỏ thì là đâu Thái Linh ra mẹ là thử cho bộ đỏ. Đây là tiếp tục thử nhá. Bay rồi, bóc tay rồi. Rồi bây giờ chúng mình sẽ ra kia xem mà có một bộ nào kiểu cách giống màu đỏ mà giống như bộ đỏ với bạn Bossy mặc không. Và bây giờ sẽ chọn đến màu trắng nhá. Rồi các em ơi, vậy là anh đã tìm đến một bộ màu trắng này nhưng mà có vẻ kiểu cách hơn và đẹp hơn rất là nhiều. Rồi giơ lên xem nào. Xem là số mấy, anh nhìn số mấy. Số mấy đấy. Xem nào. Có bộ này không số. Đây, hai bộ liền. Hai chị em mặc bộ này cảm em có vẻ sẽ đẹp hơn đấy. Rồi mang đây, đi mang hai bộ đấy vào cho hai chị em mặc thử nào. Hai bộ đấy nhá, dài hơn. Rồi đi thôi. Đi đi đi. Con đang con đi đường này này. Đi. Rồi, bây giờ hai bạn nhỏ của chúng ta này chọn được một chiếc váy khác đẹp hơn nữa rồi. Đây rồi, chiếc váy này kiểu cách đẹp hơn. Đây đây, váy này kiểu cách đẹp hơn này. Đấy. Ờ. Dân lên. Ướm vào. Ôi giời à. Tưởng là niên. Đây là bộ váy rời các bạn ạ. Em thử cho nó bộ đấy đi. Anh thấy bộ này đẹp mà. Kiểu khách đẹp. Nếu mà mặc rời mà nó vẫn đấy là vẫn đẹp đấy. Rồi các em ạ. Vậy bạn Bossy của chúng ta không thích bộ này nên là anh bạn ấy không thử luôn. Rồi mang ra. Con cho nên vào trong ấy đi. Cho hẳn vào trong hỏng quần ra. Ôi. Kéo ra. Cháu ăn như công chúa ấy nhỉ. Rồi
Rồi bây giờ hai chị em ở bạn Bờ Si sẽ vào thử váy đôi nhá. Rồi nhanh nhá. Rồi các bạn ơi, vậy là bạn Bờ Si của chúng ta đã tiếp tục thử được cho một chiếc váy đỏ vừa hơn rồi. Đứng lên ra một tí cho ngắm tức toàn cảnh nào. Rồi quay vào vòng xem nào. Wow, rất là đẹp đấy. Rồi bây giờ mình sẽ đợi bạn Sun Si một tí nữa rồi hai chị em cùng xem bộ váy đôi có đẹp không nhá. Con thích bộ nào? Con thích bộ trắng hay bộ đỏ? Rồi vậy là bạn An cũng đã xong rồi. Wow, hai chị em mặc bộ váy màu đỏ đẹp chưa? Nổi bật luôn đấy. Nào bây giờ tất cả cùng quay lên nào. Wow, có vẻ rất là đẹp đấy. Đấy. Giờ hai bạn có thích bộ này không? Hả? Bạn An thích không? Bạn An thích rồi. Có bạn Bonusi sao? Cũng thích đúng không? Rồi mình quyết định chọn bộ này nhá. Hai chị em sẽ mặc bộ váy đôi này để hôm tới đi đám cưới của dì Na nhá. Rồi ok, đã chọn xong váy quần áo váy cưới của bạn. Rồi các bạn ơi, vậy là bạn Bờ Si của chúng ta đã quyết định chọn một bộ màu màu đỏ rồi. Rồi bây giờ hai chị em mỗi người chọn được một bộ váy màu đỏ rồi. Bây giờ chúng mình tiếp tục đi nhá. Đi thôi.